hình thức đầu tư vào startup hiện nay. Sau đây thì tôi sẽ trình bày về 5 cái hình thức đầu tư phổ biến nhất. Hình thức đầu tư thứ nhất đó là nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần. Hình thức đầu tư thứ hai đó là nhà đầu tư sẽ mua cái phần cổ phần mà startup phát hành thêm hoặc là góp thêm vốn vào startup đó. Hình thức đầu tư thứ ba đó là đầu tư dưới hình thức là cho vay, hoặc là chi tiết hơn đó là cho vay chuyển đổi. Hình thức đầu tư thứ tư đó chính là đầu tư dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa startup và nhà đầu tư. Và hình thức đầu tư cuối cùng đó là có thể là qua các cái nền tảng quy đổi vốn cộng đồng crowdfunding để mà đổi lấy sản phẩm hoặc là một cái số lượng cổ phần tương ứng. Giả định rằng startup là một cái bánh là tương ứng với 100% cái doanh nghiệp đó, thì nhà đầu tư có thể là tham dự vào cái bánh của startup bằng cách là thứ nhất là startup sẽ cắt ra một phần cái bánh để mà chuyển cho nhà đầu tư. Cái hình thức thứ hai đó là nhà đầu tư có thể là cho tiền để startup mua thêm bột và làm cho cái bánh đó trở nên càng ngày càng to hơn, và nhà đầu tư sẽ là cái phần bánh mà mới được bổ sung thêm vào, còn startup thì tiếp tục giữ cái phần bánh cũ. Cái hình thức thứ ba là nhà đầu tư cho startup vay một khoản tiền để mà làm cái bánh lớn hơn. Trong trường hợp startup mà không đạt được các cái KPI hay chỉ tiêu mà đầu tư đưa ra thì nhà đầu tư không có nhu cầu lấy lại tiền, nhà đầu tư có thể yêu cầu startup là phải chia cho mình một cái phần bánh mà đã được thỏa thuận trước. Và đối với hình thức đầu tư thứ tư là dưới hình thức hợp tác kinh doanh thì nhà đầu tư có thể không lấy một cái miếng bánh nào của startup cả, nhưng nhà đầu tư sẽ cho startup một cái khoản tiền và startup phải làm sau đó để cái bánh trở nên bự hơn, thơm hơn và hấp dẫn hơn. Sau đó thì khi startup bán những cái miếng bánh đi và có tiền thì phải trả lại cho nhà đầu tư theo cái thỏa thuận. Và hình thức cuối cùng, startup có thể mang cái bánh đó lên trên mạng và nói rằng là tôi có một cái bánh hiện tại như thế này, và các nhà đầu tư hãy góp tiền vào đi. Ví dụ cứ với 10.000 thì sau này tôi sẽ gửi cho nhà đầu tư một miếng bánh, 100 nhà đầu tư thì sẽ được hưởng 100 miếng bánh. Và cái hình thức đó thì hiện tại cũng đang được áp dụng rất là rộng rãi ở Việt Nam. Như vậy thì trên thực tế chúng ta có những cái hình thức nhà đầu tư nào? Thứ nhất thì đó có thể là những cá nhân hoặc là những cái hình thức như là nhà đầu tư thiên thần. Thứ hai đó là đầu tư dưới dạng hình thức là một tổ chức, là một cái doanh nghiệp thông thường. Thứ ba thì nhà đầu tư cũng có thể là các cái quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc là một công ty quản lý quỹ nào đó. Ví dụ như đối với chương trình Shark Tank thì đối với nhà đầu tư cá nhân thì các Shark cũng hoàn toàn có thể tham gia đầu tư với bằng chính tư cách của Shark đó mà không nhất thiết phải thông qua cái doanh nghiệp hay cái quỹ mà Shark đang quản lý. Ví dụ thứ hai là đối với trường hợp là các doanh nghiệp, ví dụ như là Shark Phú có thể đầu tư bằng tư cách là của công ty Sun House để đầu tư và lấy cổ phần của Shark. Và ví dụ thứ ba là ví dụ như là Shark Linh hoặc là Shark Dũng hoặc là Shark Lewis hoàn toàn có thể dùng tư cách của quỹ đầu tư mà mình đang quản lý để mà đầu tư vào startup đó. Thứ nhất đó là các bên phải hoàn tất các cái thỏa thuận, các cái hợp đồng về việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần hoặc thậm chí là cho vay chuyển đổi hoặc hợp tác kinh doanh. Thứ hai là đối đặc biệt với những nhà đầu tư nước ngoài thì những nhà đầu tư này phải thực hiện thủ tục là xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc là xin chấp thuận để mà có thể mua cái phần vốn góp cổ phần của startup, hoặc là họ phải xin cái giấy phép kinh doanh tương ứng. Cái thứ ba đó là cái bên bán thì phải hoàn tất các cái thủ tục liên quan đến việc là mình điều chỉnh, thay đổi các cái nội dung đăng ký kinh doanh như là thay đổi cổ đông, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc là điều chỉnh về mặt trụ sở. Và cái cuối cùng đó là những cái thủ tục pháp lý nội bộ là họ phải tiến hành điều chỉnh các cái danh sách thành viên, danh sách cổ đông, điều chỉnh điều lệ, cũng như là họ bổ nhiệm, bãi nhiệm những cái nhân sự mới hoặc là những cái nhân sự mà các bên thỏa thuận. Để lấy ví dụ cho các cái thủ tục pháp lý mà các bên thường phải thực hiện trong một cái giao dịch về M&A thì chúng ta có thể hình dung về cái câu chuyện tình yêu giữa startup và nhà đầu tư. Sau khi các bên đã quyết định rằng là sẽ đến với nhau thì thứ nhất là các bên cần phải lên phường để mà có thể đăng ký kết hôn. Thứ hai là các bên phải thông báo cho họ hàng, cho gia đình cũng giống như là những cái thành viên hoặc là cổ đông hiện hữu rằng là bạn nam và bạn nữ sẽ quyết định lấy nhau và phải thông báo rộng rãi, cũng như là tiến hành điều chỉnh hoặc là thông tin về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Và nếu như trong quá trình mà chung sống với nhau, nhà đầu tư và startup có một cái kết quả mới hơn là sự ra đời của những đứa con thì chúng ta cũng phải tiến hành những cái thủ tục pháp lý, thông báo với lại phường, xã, cơ quan chức năng về việc là chúng ta đã có sự thay đổi này, có thêm thành viên trong gia đình. Một cái trường hợp rất là đặc biệt hiện nay đó là startup thường nhận được vốn từ những nhà đầu tư nước ngoài thì nó giống như một cái hiện tượng mà chúng ta thường thấy, đó là những cô gái Việt Nam hiện tại có cái cuộc sống hôn nhân rất là hạnh phúc đối với những anh chàng nước ngoài, những anh Tây, những anh Việt Kiều.
Thì trong trường hợp mà chúng ta kết hôn với người nước ngoài thì chúng ta sẽ phải thông báo và đăng ký, nó tương đối là nó phức tạp, nó lâu hơn so với việc là chúng ta kết hôn với những chàng trai Việt Nam. Thì nó cũng tương tự trong trường hợp mà nhận vốn từ những nhà đầu tư nước ngoài, những shark có nguồn vốn nước ngoài, thì các shark cũng cần lưu ý rằng cái phần thủ tục đối với những nhà đầu tư nước ngoài luôn luôn là sẽ trở nên phức tạp hơn một chút, và nó có nhiều thủ tục và giấy phép hơn. Vì vậy thì các bạn cần lưu ý mà nhận vốn. Và một cái lưu ý cuối cùng dành cho các bạn start đang trong quá trình gọi vốn hoặc là có ý định lên Shark Tank mùa sau để mà kêu gọi đầu tư, đó là các bạn cần rất chú ý đến cái hình thức đầu tư mà nhà đầu tư đề nghị cho các bạn. Dựa vào hình thức đầu tư này thì các bạn sẽ xác định chính xác rằng là nó có phù hợp với doanh nghiệp các bạn hay không. Ví dụ như các bạn có thể là không cảm thấy không phù hợp với hình thức cho vay chuyển đổi nhưng lại rất sẵn sàng để mà có thể chuyển nhượng cái cổ phần vốn góp trên đầu tư theo cái phương pháp thông thường. Và khi các bạn nắm được cái hình thức đầu tư này thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình cái hình thức đầu tư phù hợp nhất và trực tiếp ngồi xuống đàm phán và đề nghị nhà đầu tư có thể có sự thay đổi phù hợp để mà mang lại cái lợi tốt nhất cho các bạn. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhá. Offer. Cái offer của Sắc Phú.